Hyundai Grand i10 là mẫu xe được đánh giá cao trên thị trường thế giới với nhiều giải thưởng như giải thưởng thiết kế Red Dot 2014, giải thưởng xe của năm tại Ấn Độ, giải thưởng chất lượng của tạp chí Autobild của Đức. Tại Việt Nam, Grand i10 là chiếc xe thành công bậc nhất của Hyundai khi luôn đứng vị trí số 1 về doanh số với hơn 50.000 chiếc được bán ra trong 3 năm từ 2014 đến 2016. Trước nhu cầu của thị trường cũng như định hướng phát triển ngành công nghiệp ô tô của nhà nước và chính phủ, Hyundai thành công đã quyết định giới thiệu phiên bản nâng cấp của mẫu xe ăn khách Grand i10 đến thị trường Việt Nam. Ngoại thất cá tính, thời trang. Hyundai Grand i10 phiên bản nâng cấp vẫn giữ phong cách thiết kế cá tính, thời trang, mang cảm hứng điêu khắc dòng chảy 2.0 như bản tiền nhiệm trước đó được giới thiệu tại Việt Nam. Tuy vậy, mẫu xe nâng cấp của năm 2017 sở hữu nhiều đường nét khỏe khoắn, trẻ trung hơn với lưới tản nhiệt hình lục giác tạo hình thác nước Cascading Grille với các nan được tạo hình lục giác. Đây là phong cách sẽ được áp dụng rộng rãi trên các thế hệ xe Hyundai tiếp theo. Grand i10 sở hữu kích thước lớn nhất trong phân khúc với số đo dài, rộng, cao lần lượt là 3.765 x 1.660 x 1.505mm với phiên bản hatchback và 3.995 x 1.660 x 1.505mm với phiên bản sedan. Khoảng sáng gầm xe của hai phiên bản đều là 152mm cùng chiều dài cơ sở 2.425mm. Các kích cỡ của Grand i10 vượt trội trong phân khúc, đem đến một chiếc xe đô thị cá tính mà vẫn rộng rãi hàng đầu. Grand i10 sở hữu cản dưới cùng lưới tản nhiệt kích cỡ lớn, đồng thời giúp tăng cường lượng khí làm mát cho động cơ đạt hiệu suất tối đa. Kết hợp cùng cụm đèn sương mù và LED chạy ban ngày DRL, Daytime Running Light, tạo nên phong cách thể thao cho chiếc xe. Toàn bộ thân xe được bo tròn phối hợp những đường gân làm nổi bật chiều rộng của xe. Phiên bản hatchback được trang bị la răng hợp kim 4 chấu kép 14 inch Diamond Cut, làm tăng thêm tính thể thao. Còn phiên bản sedan sở hữu la răng hợp kim nhôm 14 inch với nan lớn tạo nên phong cách lịch lãm hơn. Đuôi xe được thiết kế nổi bật với đèn hậu kích cỡ lớn tạo hình vân LED 3D, đem đến hiệu quả chiếu sáng đẹp mắt, đồng thời làm tăng thêm tính an toàn cho xe khi phanh hay vận hành buổi tối. Phiên bản sedan sở hữu cụm đèn hậu kéo dài, tạo nên vẻ cân bằng và thanh lịch hơn cho chiếc xe. Các chi tiết khác thể hiện sự tinh tế trong thiết kế của Grand i10 như tay nắm cửa mạ chrome, đèn xi nhan tích hợp cùng gương chiếu hậu, đèn phanh trên cao dạng LED, tạo nên một chiếc xe sở hữu ngoại hình hấp dẫn hàng đầu phân khúc mang phong cách châu Âu hiện đại. Nội thất tiện nghi. Hyundai Grand i10 sở hữu không gian nội thất hiện đại, rộng rãi hàng đầu phân khúc nhờ kích cỡ lớn vượt trội. Phong cách thiết kế nội thất HMI, Human Machine Interface, nhấn mạnh đến sự tiện dụng, hợp lý trong cách bố trí các nút chức năng của Hyundai, tiếp tục được áp dụng trên hai phiên bản sedan và hatchback của Grand i10. Xe nổi bật với màn hình cảm ứng trung tâm kích cỡ 7 inch đa chức năng, hỗ trợ giải trí với các kết nối thời thượng hiện nay như Bluetooth, AUX, MP3, Radio, đồng thời phát hình đa dạng với độ phân giải Full HD với 4 loa chất lượng. Bên cạnh đó, Grand i10 là chiếc xe duy nhất trong phân khúc được trang bị hệ thống bản đồ định vị dẫn đường do Hyundai nghiên cứu và phát triển, dành riêng cho thị trường Việt Nam. Hệ thống bản đồ bên cạnh các chức năng cơ bản còn được tích hợp các thông tin hữu ích như điểm dịch vụ Hyundai 3S trên cả nước, dịch vụ ăn uống, giải trí, tạo nên những tiện ích dành cho khách hàng. Nội thất xe được bọc da pha nỉ, kết hợp cùng các chi tiết nhựa được bố trí hợp lý cùng tông màu trẻ trung, tạo nên không gian hiện đại cho chiếc xe. Những chi tiết nổi bật có thể thấy như nút bấm khởi động Start Stop Engine, chìa khóa thông minh Smart Key, gương chiếu hậu chống chói tự động và camera lùi phiên bản sedan, vô lăng điều chỉnh 4 hướng tích hợp phím chức năng, ngăn chứa đồ có chức năng làm mát, sấy kính trước và sau, cửa sổ chỉnh điện chống kẹt, ghế sau có khả năng gập hoàn toàn tạo mặt phẳng. Đặc biệt, Grand i10 được bố trí nhiều ngăn chứa đồ phân bổ cho cả phía trước và phía sau, giúp người dùng tối ưu hóa không gian sử dụng với nhiều vật dụng. Động cơ và tính năng an toàn. Hyundai Grand i10 sedan và hatchback được trang bị hai lựa chọn động cơ. Động cơ Kappa 1.0 lít cung cấp công suất 66 mã lực tại 5.500 vòng một phút cùng mô men xoắn cực đại 94 Nm
tại 3.500 vòng một phút. Động cơ Kappa 1.2 lít cung cấp công suất 87 mã lực tại 6.000 vòng một phút, cùng mô men xoắn cực đại 120 Nm tại 4.000 vòng một phút. Đi kèm theo đó là hai lựa chọn hộp số, bao gồm hộp số tự động 4 cấp được áp dụng tỷ số chuyển mới. Chiếc xe đem đến khả năng tăng tốc mạnh mẽ, chuyển số mượt mà và tối ưu cho việc tiêu hao nhiên liệu. Bên cạnh đó là hộp số sàn 5 cấp cho khả năng chuyển số nhẹ nhàng cùng tiết kiệm nhiên liệu tối đa, đem đến khả năng điều khiển dễ dàng và thú vị cho người lái. Grand i10 là chiếc xe được trang bị những tính năng an toàn hàng đầu như túi khí đôi, cảm biến lùi hỗ trợ đỗ xe, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD. Đặc biệt, Grand i10 được trang bị hệ thống khung xe với vật liệu chịu lực cao, giúp hấp thụ lực tác động trong tình huống va chạm, đảm bảo an toàn cho toàn bộ hành khách ngồi trong xe. Hyundai Grand i10 được Hyundai thành công phân phối với 9 phiên bản sedan và hatchback cùng 6 lựa chọn màu sắc: trắng, cam, bạc, đỏ, vàng cát, xanh dương. Xe được hưởng chế độ bảo hành 3 năm hoặc 100.000 km tùy điều kiện nào đến trước.